Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là một cái ngày mà tôi nói đông diễn viên nhất luôn từ trước tới giờ, nhưng mà vẫn thiếu chú Bảo Trung, anh Hà, chú Quang đó. Thì hôm nay là mình sẽ review nguyên một dàn xe cho mọi người nha. Xe của mình thì không cần nói rồi, xe của anh Ngọc Yên nè. Đây là xe của sư phụ Khương Dưa. Nó nói nguyên dàn là dàn xe. Wow, bình tĩnh. Chạy xe ghê lắm. Lui nữa. Rồi, qua đây. Chạy, qua đây. Chạy, qua đây. Chán mấy đứa này ghê, mới lụm được miếng miễn về bán. Đây là xe của sư phụ Con Dừa đó mọi người. Cái sư phụ Con Dừa nè, cậu Tư nè, cậu Tư quẹt nè. Trời, mấy cái này không quan trọng đâu, quan trọng là giúp được nhiều người, đi khắp nơi giúp được nhiều người. Bị thương xíu không sao. Dạ, xe này của ai rồi? Ôi trời, hết hồn hết vía à. Chú Toan. Rồi chú Nhú. Xe này của chú Nhú nè mọi người. Chú Nhú đi xe bự nhất đoàn phim. Trời ơi cái xe của chú Nhú nè, trời ơi cái bánh nó bự. Trời ơi chú Nhú ơi, xe chú bự quá à. Rồi. Ai gọi nữa rồi. Rồi bye bye chú Nhú nha, đây là xe của chú Nhú nha mọi người. Xe của chú Nhú là tao, cao to bự nhất đoàn luôn. Còn đây là xe của bé Bông Makeup. Đây là xe của bé Bông Makeup nha mọi người. Bé Bông Makeup là một trong những makeup mà có xe hơi ghê lắm, giỏi, rất giỏi luôn, cày cật lực để mà mua xe, để mà đi cho, để mà có cái gọi để là mà làm cho Hồ Bích Trâm, để cho mà cái gọi là che nắng che mưa. Đây là xe của anh Tiên nè. Xe này của ai rồi? Tham gia phim về nhà ăn Tết của diễn viên Hồ Bích Trâm. Dạ. Nãy 2 giờ đóng cảnh xong cái cho ngủ tới giờ 4 giờ. Anh ơi xe này của ai rồi? Giờ đây cũng có đóng chưa, có đồng phim đầu vào như diễn bây giờ. Anh ơi trời quên mất xe của đạo diễn. Còn đi xe hơi không? Trời ơi cái đoàn gì mà đi xe hơi không thiệt luôn. Đây là xe của đạo diễn nha quý vị. Cậu đâu trời, mình phát hiện ra xe của mấy anh rồi. Trời ơi. Cái xe kìa nó xuống nè. Nè, anh Thương Dừa. Xe tôi. Rồi chết rồi, chạy rồi. Chạy rồi má ơi, chạy xe rồi. Chạy đi nè. Chạy rồi. Xe đổ vậy. Má ơi, má đi sao chạy xe của anh Cương rồi. Nè. Mới đi tới đây chạy lên đợi hả? Bây giờ đây đây. Xe lại của má rồi đây nè. Đó. Đây là chiếc gì nha. Để đọc. Má ơi má. Má làm chạy xe của anh rồi. Còn nữa nha. Còn rất là nhiều xe nữa. Chú. Chú ơi, chú vô đây chú. Chú ơi vô đây. Má ơi. Rồi đó là xe của diễn viên, còn Trâm xe này mọi người. Vô má, xe Trâm nè mọi người ơi. Lên xe đi, lên. Đó xe của diễn viên, trời ơi, cái đoàn này dàn diễn viên đi xe hùng hậu giá mang luôn. Đó. Mọi người thấy không? Nguyên một cái dàn xe của diễn viên luôn. Quá dữ luôn. Rồi quay xe đây. Bên đây là xe của anh ấy nè. Má Quỳnh. Đây em ơi anh ơi. Đây là xe của Má Quỳnh. Ủa gì kỳ vậy? Ủa sao má chở ba? Xe này là xe của má Ngân Quỳnh. Đó xe là xe của má Ngân Quỳnh. Dạ trời có ba cái. Cô lên tao lái này, nó dễ sợ chỗ đó nè. Rồi trời. Ổng. Rồi đất ơi. Đây nè. Má vô. Tôi ha, tôi cho lấy bằng lái xe rồi cuối cùng phải kêu tài xế lái. Thiệt khổ luôn má ơi. Má đem nguyên cái nhà của má đi luôn hả? Trời ơi. Má Ngân Quỳnh nè mọi người. Đem gối theo má cho con quay nha má. Rồi đi quay đi. Nè gối nè. Trời ơi. Mền nữa. Mền. Có đem hai cái mền. Cái gì nữa đây? Cái áo của ba. Cái áo của ba nữa nè thợ. Nói chung nè, có quạt nè, có đầy đủ luôn á. Ủa má, xe ơi mình không có máy lạnh hay sao mà phải đem quạt theo vậy má? Không có, cái quạt đem xuống hiện trường quay. Trời ơi đem mền nữa nè. Rồi cái này nữa nè. Trời ơi má đem nguyên một cái nhà mà đúng nha mọi người. Nhà cái xe nó giống như một cái nhà của mình vậy đó. Che mưa che nắng. Đó. Đầy đủ hết. Con cảm ơn má nha. Xe của đạo diễn, xe má Hằng. Trời ơi quá xe má Hằng lẹ lên. Xe má Hằng luôn rồi. Hello mẹ. Rồi ở đây mọi người, thưa quý vị, xe của má Hằng nè, cũng khác gì xe của má Ngân Quỳnh nè, cho nó nguyên một cái nhà đem theo luôn. Nào là mền, nào là gối lỗ bông nữa. Trời ơi, má mê có bông rồi má.
con thấy có nguyên bầy gà có trứng nữa. Bầy gà là cái năm đó má đi quay nói về mà những người mà làm bằng thủ công bằng tay đó, ở Đồng Tháp đó, rồi làm từng con gà bằng tay hết. Dạ trời dễ thương quá má. Tao tặng má đó. Ôi bây cái này thiêu nữa nè. Ừ đó, tao làm bằng tay hết. Dạ. Đó, mọi người. Trâm có gì để, bà Bích Trâm có gì tặng má không? Có, con có tặng má nha, ngày ốp đàn chắc có quà tặng hết. Đây thưa quý vị, mọi người thấy không? Má phải đem móc teo và má phải treo mấy cái áo bà của má lên nữa. Đó, là diễn viên là thường là đi đâu là thường sẽ đem má theo đồ đạc nè. Tất cả mọi thứ đem theo giống như là đem nguyên cái nhà lên vậy đó. Rồi, má vô quay nha. Vô bằng áo dài cho đẹp. Nè, không những là đi xe đâu mà một diễn viên là đi ba người, một anh tài xế nè, rồi một chị cháu đi theo nữa nè, đó cứ như là chị cháu đi theo là coi như là theo là một trợ lý đi. Rồi qua đây trời ơi chú Toản ơi, trời ơi phim này mọi người có cái xe của chú Toản nè, ông kéo tùm lum hết, còn khả chi của mà hàng đâu rồi. Quả trời ảo luôn, thì xe của đàn ông là như vậy đó, là bị gầm cao, là bị cao to đen thôi. Cái gì đó vậy vậy? Cao to trắng bóc, đẹp như rửa. Cái xe của người nghệ sĩ là giống như một cái gia đình, một cái nhà vậy á. Phục trang này kia, hóa trang tất cả mọi cái đầy trời đủ. Ơi, cái gì mà bánh mì ở trên xe nữa nè, trời ơi. Trời ơi, xe giống như vậy. Đây, mà chú anh ông Nhật á, đi một lần ba người nha. Đây, anh trợ lý nè, một anh rồi, còn anh tài xế nữa, bên kia nữa. Đó, là một diễn viên là đi theo là ba người. Bà Trâm, một mình bà Trâm đi 5 người. Hai, bà Trâm nè, bé Kiều nè, vợ chồng Vũ mới dẫn mẹ Tính vô với mẹ Tính nữa. Thấy dữ không? 5 người chết gì nữa. Trời ơi. Mọi người ơi, anh Khương anh định khám phá xe của nghệ sĩ mà chưa ai khám phá xe của anh Khương hết trơn á. Anh cho em xin phép anh em qua khám phá cho mình. Xe có gì đâu khám phá. Mượn cái chìa khóa xe đi. Mình xin phép anh Khương rồi nha quý vị. Đấy chưa? Cậu Tư cho em luôn nè. Cậu Tư đưa đâu nè mọi người, cậu Tư nè. Cậu Tư có bé trà sữa nè. Cậu Tư có bé trà sữa đưa luôn. Má không biết rồi. Ủa. Trời ơi. Cái cha không biết mở. Cậu ơi con biết mở cậu. Ok. Thôi coi như là không có duyên rồi. Chưa hết đâu mọi người. Đây là chỉ là một cái phần nào đó xe của diễn viên thôi. Còn xe của đoàn nữa nè. Đây. Đó, quý vị coi nè. Coi dàn xe của diễn viên nè mọi người. Mọi người thấy không? Quá nhiều luôn. Trời ơi. Và bây giờ là sẽ tới xe của đoàn. Nè kêu. Xe của đoàn này có lấy gì lấy vô nè. Vũ ơi cho chị ra đây. Đây là xe của đoàn phim nữa. Xe này là cái chở ekip. Xe để vô. Này là xe để chở ekip đi. Không, xe kia, xe kia. Sáng đi tối về là chú này chở ra nè. Nè, nó ăn chở đi kìa. Dạ, ok nè. Bên này má chở đi. Đi chỗ. Xe kia vậy? Nói chứ thôi má ơi, xe của người ta đó. Xe này chạy ngon à. Đi một chiếc này là chở được chục người luôn. Rồi đi ra đây. Còn một chiếc rất là bự nữa, chiếc màu đỏ. Chiếc màu đỏ đậu dưới kia. Chưa hết nha, còn một chiếc gì nữa, cái mượn điện thoại. Còn một chiếc xe tải nó cưng, trời ơi nó nhiều. Rồi đi. Còn một chiếc xe nữa. Ngày hôm nay là dường như là tất cả các diễn viên trong phim là sắp xong vai luôn rồi mọi người. Rồi qua đường. Mọi người thấy em mặn bà ba cái sĩ thương không? Này là sẽ là chở đạo cụ. Okay, nhé. Đây là chở đạo cụ.
không có máy này là không quay được phim được đâu mọi người. À, chở ánh sáng nè, chở thiết bị dolly bum nè, đó nhiều lắm. Mấy anh đang đưa gì vậy? Đưa hết tiền xuống đánh ngày á anh. Đó là chiếc xe tải này rất là quan trọng nha mọi người. Đoàn này không đi xe máy, đoàn này đi xe hơi không à. Mấy anh ánh sáng đâu đi xe máy đâu, đi xe tải. Mọi người thấy không, chơi lớn không à. Trời ơi, đoàn phim này dữ dội lắm. Đó, đây là bối cảnh ở dưới nhà quê. Bối cảnh này là bối cảnh nhà mẹ tính miền Trung, ghê không? Hello. Mẹ tính miền Trung chơi ghê lớn quá, lần này là chơi thêm nguyên cái nhà luôn. Ok. Rồi thôi, tới đây là được rồi ha, mình không có thể nào tiết lộ thêm những cái cảnh trong phim. Ngày hôm nay là review xe của đoàn diễn viên luôn. Thiếu xe của anh Hà Chí Quang nè, là Lexus nè, xe của chú Bảo Trung là chiếc Audi nè, rồi xe của vài diễn viên nữa, nhưng mà cái này là người ta xong vai rồi, người ta không có ở đây nên mình không có quay được. Thôi, cảm ơn quý vị khán giả đã xem cái clip này và nhớ ủng hộ phim Hội Về Nhà Ăn Tết của Hồ Bảo Trâm nha. Bye bye.